Hạo Thần, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt anh khó coi như thế? Thải Nhi nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần đột nhiên sắc mặt biến tái nhợt. Long Hạo Thần trầm giọng nói, là Hạo Nguyệt đang kêu gọi ta, chỉ sợ nó tiến hóa lại gặp phiền phức gì đó. Thải Nhi, ta phải lập tức đi ngay, mang ta cùng đi đi. Nếu Tháp Vĩnh Hằng được có thể chống lại quy tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường, cũng nhất định có thể phá vỡ quy tắc không gian Hạo Nguyệt đang ở. Chỉ là hiện tại cách lần truyền tống còn không đến 12 tiếng đồng hồ. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, 12 tiếng đồng hồ thì không cần. Hắn không suy nghĩ quá lâu, kéo tay Thải Nhi, dưới quang mang vàng của giai điệu Vĩnh Hằng nở rộ, mau chóng trở lại trong Tháp Vĩnh Hằng. Đây không phải lần đầu hắn tới thế giới nguyên bản của Hạo Nguyệt, đối với không gian nơi này càng là ký ức như hôm qua. Nếu nói trong Mộng Huyễn Thần Điện là Mộng Huyễn Thiên Đường, vậy nơi lấy sắc đỏ và đen làm chủ đủ có thể gọi là địa ngục. Mới vừa xuất hiện, Long Hạo Thần đã cảm thụ được hơi thở tử vong, quen thuộc mà xúc động cẩn thận xuất hiện trước mặt, chính là Hạo Nguyệt. Lúc này Hạo Nguyệt toàn thân bao phủ một tầng sáng tím. Anh em tốt, ta đến đây, ngươi cố gắng tiến hóa, mấy chuyện khác cứ giao cho ta. Nói xong Long Hạo Thần xoay người đi ra ngoài, ánh sáng vàng đậm bỗng khuếch tán từ ngực hắn. Ngay sau đó, ba ánh sáng vàng bắn ra, đám cương thi nhìn quen lực công kích mạnh mẽ của Long Hạo Thần, từng cái vội vàng tránh đi, e sợ lại là ma pháp đáng sợ nào đó. Ba bóng dáng dần hiện ra trong ánh sáng vàng, mau chóng chắn trước mặt Long Hạo Thần. Đây là ba người bị truyền tống tới, chính là Vương Nguyên Nguyên, Lâm Hâm và Hàn Vũ. Đại ca, đây là sao? Lâm Hâm mới xuất hiện liền nhịn không được hỏi. Long Hạo Thần trầm giọng quát, trước dốc sức ngăn địch rồi nói sau. Nói xong hắn bước ra một bước xông tới bầy cương thi, đồng bạn mới vừa bị hắn triệu hoán đến đây, còn cần thích ứng hoàn cảnh xung quanh, mà có họ chấn giữ cửa động, chính mình vớt cuộc có thể lao ra, xung phong liều chết một phen. Bị áp chế lâu như vậy, Long Hạo Thần lần này tựa như mãnh hổ lại như núi lửa bộc phát. Tuy tình huống không rõ ràng, nhưng nghe Long Hạo Thần nói ngăn địch, sau ngắn ngủi ngơ ngác, Hàn Vũ, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, ba người sẵn sàng chiến đấu. Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên đều chặn trước cửa động, Lâm Hâm lui ra sau đứng cạnh Nhã Đình. Cự linh thần tấm thuẫn trong tay Vương Nguyên Nguyên đã trước tiên vung ra ngoài, tiếng rít chói tai đánh bay vài cương thi. Tấm thuẫn to lớn quay một vòng trở về tay cô, ngay sau đó Vương Nguyên Nguyên lại đánh ra một liệt không pháo, vừa lúc chúng phải ngân cương thi lúc trước bị Long Hạo Thần chém. Vốn ngân cương thi đã bị trọng thương nặng, lại bị liệt không pháo công kích, không thể đứng vững nữa, trực tiếp bị đánh bay rơi ra sườn núi. Hàn Vũ không rảnh rỗi, đặt quang chi phản xạ tấm thuẫn giơ trước người, linh cánh sau lưng vươn ra, bất cứ cương thi lao đến đều bị lá chắn phản xung của y đánh bay, hoàn mỹ thực hiện trách nhiệm của thủ hộ kỵ sĩ. Lâm Hâm nhìn bên ngoài một mảng lớn cương thi, kiềm không được nhắc một câu, nhiều như vậy, đây là thứ gì chứ? Ngoài miệng nói thế nhưng động tác của y không chậm. Mắt thấy Long Hạo Thần xông trở về, một đạo hỏa tường thuật rơi sau lưng Long Hạo Thần, đem cương thi muốn truy kích ngăn cách ở ngoài. Ngay sau đó, hỏa tinh trượng kèm hỏa chú thuật bắn ra, mục tiêu chính là ngân cương thi khác bị trọng thương. Sau khi hợp thành hai linh lô, hỏa diễm của Lâm Hâm đã phát sinh biến hóa cực lớn, vốn hỏa diễm của y màu đỏ thẫm, mà hiện tại hỏa diễm biến xanh đậm, ngay cả hỏa chú thuật cũng biến thành hỏa diễm đầu lâu xanh. Ngân cương thi bị quang minh thánh hỏa và tâm diễm chi hỏa cùng đốt cháy, trong ngoài đều khốn đốn, rốt cuộc hóa thành tro tàn. Từ lúc xây dựng San Ma đoàn số 21 cấp hiệu đến nay, bảy người trước sau trải qua quá nhiều chiến đấu, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Cho dù là tu vi mới tăng lên cấp 6 không bao lâu còn cần thích ứng, nhưng chiến đấu đột nhiên xuất hiện thì vẫn hiện ra phối hợp tuyệt diệu. Long Hạo Thần trở lại bên cạnh Hàn Vũ. Hàn Vũ chủ động tiến lên một bước, nhích ra vị trí nửa người, tạm thời trở thành lực lượng phòng ngự quan trọng, cho Long Hạo Thần thời gian thở dốc. Mà lúc này, mắt thấy thuộc hạ đắc lực thi nhau tử vong, cương thi vương rốt cuộc không nhịn được nữa, điên cuồng nhào tới. Chẳng qua, lần này nó học khôn, không phải tay không nhào tới, tay trái cầm một thiết cương thi, tay phải túm một bạo độc cương thi. Lâm Hâm phá cương thi màu tím đỏ ở tay phải của nó. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, sau lưng bốn cánh dương ra, đồng thời một luồng sáng vàng từ sau lưng rơi trên người hắn, quang diệu thiên địa, là viện trợ từ Nhã Đình. Nồng đậm linh lực quang thuộc tính nhanh chóng rót vào người Long Hạo Thần, bổ sung tiêu hao của hắn. Cùng lúc đó, một luồng sáng trắng bắn ra từ ngực Nhã Đình, đúng lúc chúng thân thể cương thi vương thánh dẫn linh lô. Chẳng qua Nhã Đình thi triển thánh dẫn linh lô, tác dụng khiên dẫn lại lấy Long Hạo Thần làm chủ thể, chính là nói kẻ địch chúng thánh dẫn linh lô vẫn sẽ tấn công Long Hạo Thần. Đương nhiên hiện tại nói chính xác hơn thì thánh dẫn linh lô đã không còn tồn tại, nên nói là kỹ năng khiên dẫn của Nhã Đình. Xem tôi diệt nó! Lâm Hâm có chút hưng phấn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một sóng năng lượng kỳ dị phát ra từ sau lưng Long Hạo Thần, Vương Nguyên Nguyên, ba người đột nhiên cảm giác không khí như có gợn sóng lan ra ngoài, cảm giác nóng cháy không thể hình dung khiến máu trong người họ như sôi trào. Ngay sau đó, một tiếng phượng kêu to rõ đột nhiên vang lên, một luồng sáng xanh bước vụt qua đỉnh đầu họ, lao thẳng đến cương thi vương. Kia là cái gì?
Long Hạo Thần, Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên đều ngây ngốc. Hỏa Phượng Hoàng màu xanh, sau lưng mang ba cái đuôi huyễn lệ, trên không trung để lại một chuỗi hỏa diễm huyễn lệ tựa sóng nước, gần như trong chớp mắt đã tới trước mặt Cương Thi Vương. Sau đó, Cương Thi Vương giữa tiếng gào thê thảm, không ngờ cứng rắn bị chặn lại, bạo độc cương thi trong tay nó bỗng chốc bị nổ tung. Nhưng độc dịch tím đen chưa kịp khuếch tán, đã ở dưới nhiệt độ cao bốc hơi thành khí độc, bên kia thiết cương thi thì trực tiếp tan rã. Nhiệt độ cao kinh khủng cỡ nào mới làm được, trình độ thân thể kiên cường dẻo dai của thiết cương thi là đích thân Long Hạo Thần nếm qua. Thân thể Cương Thi Vương sau khi va chạm hỏa diễm phượng hoàng xanh, trực tiếp biến thành màu xanh âm u, sương mù xanh không ngừng bay ra khỏi người nó, ngăn cản hỏa diễm xanh ăn mòn. Cùng lúc đó, hai cánh phượng hoàng lửa xanh mạnh vỗ một cái, một vòng quang hoàn hỏa diễm xanh nồng đậm khuếch tán ra ngoài. Số lớn cương thi bình thường mới lên đỉnh núi đã bị quang hoàn này bao phủ. Đám cương thi bước chân tiến tới đột nhiên ngừng. Ngay sau đó, chỉ thấy từng con hỏa tan, biến thành dịch thể, rồi khí thể, cứ như vậy biến mất. Tiếng phượng kêu to rõ lần nữa vang vọng toàn trường. Hai cánh hỏa phượng hoàng thu lại, tiếng nổ kịch liệt, không ngờ đánh bay Cương Thi Vương. Tiếp đó xoay vòng trên không trung, lại bay trở về với đám Long Hạo Thần. Mắt thấy Cương Thi Vương thê thảm như vậy, ba người Long Hạo Thần không kiềm được biến sắc mặt. Nhưng khiến bọn họ kỳ quái là, hỏa phượng hoàng dường như mất đi nhiệt độ cao, vụt qua đỉnh đầu họ. Khi họ ngoái đầu nhìn thì, không ngờ trực tiếp chui vào ngực Lâm Hâm, biến mất không thấy. Linh Lô, ba người cùng kinh hô, kỹ năng có thể nhập vào ngực nhân loại cũng chỉ có Linh Lô. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới kỹ năng cường đại, thậm chí có thể nói kinh khủng như vậy, sẽ lại là linh lô của Lâm Hâm. Không cần nghi ngờ, hỏa phượng hoàng xanh chính là kết quả nguyên bản hai cái linh lô hợp thành. Lấy tri thức phương diện linh lô như Long Hạo Thần cũng không biết, có cách nói khi hợp thành linh lô còn có độ phù hợp. Linh lô độ phù hợp cao thì khi hợp thành càng dễ dàng, hơn nữa sau đó sản sinh uy lực càng cường đại. Hợp thành linh lô mức độ nguy hiểm cũng có liên quan đến độ phù hợp. Nếu hai cái linh lô uy lực đồng cấp, độ phù hợp là số 0. Vậy mặc kệ người sở hữu chúng mạnh cỡ nào cũng không thể thành công dung hợp chúng, cuối cùng sẽ bị phản vệ. Tình huống có thể hợp thành chỉ có hai loại, một cái là phù hợp, cái khác là áp chế. Hợp thành linh lô giống Lâm Hâm và Hàn Vũ thuộc về phù hợp, mà hợp thành linh lô của Long Hạo Thần và Thải Nhi chính là áp chế. Long Hạo Thần là quang nguyên tố tinh linh nhã đỉnh áp chế thánh dẫn linh lô, còn về Thải Nhi thì càng rõ rệt. Chẳng quá nếu nói lần này người nào thành công hợp thành linh lô nhất thì chính là Lâm Hâm. Nguyên nhân rất đơn giản, y thật quá may mắn. Y có tâm diễm linh lô và sau đó được đến ưng diễm linh lô độ phù hợp đều cực lớn, trực tiếp sản sinh tác dụng tiến hóa kỳ dị. Thế này mới sinh ra linh lô của y, Hỏa Phượng Hoàng, cũng có thể gọi là Hỏa Phượng Hoàng linh lô. Uy lực linh lô này thì đám Long Hạo Thần đã chính mắt trông thấy, không ngờ có thể đánh bay Cương Thi Vương cấp 8. Hơn nữa trong quá trình nó bộc phát uy lực, ngay cả cường giả cấp 8 như Cương Thi Vương cũng không có biện pháp đối phó nó, chịu không ít thiệt thòi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.